nhóm bạch hạc thách cực của võ sư Trần Viêm với chủ đề sống vui, sống khỏe, sống chan hòa. Chúng tôi xin hân hạnh kính chào toàn thể quý vị. Sau đây là phần biểu diễn của nhóm bạch hạc thách cực với phần nhạc đệ là Con rồng cháu tim của nhạc sĩ Trúc Hồ. Thưa quý vị, sau đây để mở đầu phần biểu diễn, xin mời quý vị cùng thưởng thức tài nghệ của vị thi với Long Môn Đào. Kiếm với